Hướng đến Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2564 Dương lịch 2020, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online kết hợp cùng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi tổng hợp với chủ đề Nguyện làm con thảo. Một chương trình phong phú thể hiện tài năng, ca ngợi lòng hiếu hạnh truyền thống tri ân, báo ân ngàn đời của Phật giáo và dân tộc. Bài dự thi gửi về cho chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau, chia sẻ qua bài viết, thể hiện qua video clip, phóng sự, phim ngắn, kịch, các sáng tác âm nhạc, thơ ca, với nội dung ca ngợi, gương hiếu hạnh sự hy sinh cao cả của các bậc sinh thành, lòng hiếu kính và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Tác phẩm dự thi cần xúc tích, ngắn gọn, với các tác phẩm văn chương tối đa 2.000 từ, các tác phẩm truyền hình thời lượng tối đa 15 phút. Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm. Tác phẩm dự thi gửi về cho chương trình qua email nguyenlamconthao@gmail.com, điện thoại liên hệ 0939 965 343. Tác giả cần ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên và các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, hàng Phật tử khắp nơi và tất cả mọi người cùng có cơ hội bày tỏ niềm tôn kính của mình đối với các bậc sinh thành, ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp, chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về lòng hiếu thảo qua chương trình cuộc thi Nguyện làm con thảo. Là công dân Việt Nam hay ở nước ngoài đều có thể đăng ký dự thi. Những bài dự thi hay sẽ được chọn, giới thiệu và phát sóng vào lúc 20:30 thứ Sáu hàng tuần. Cơ cấu giải thưởng, một giải nhất mỗi thể loại 10 triệu đồng, một giải nhì mỗi thể loại 5 triệu đồng, một giải ba mỗi thể loại 3 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng, một tác phẩm được yêu thích nhất 2 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào chương trình đêm trao giải Du Lan Văn hóa Tình Người tổ chức tại Tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch và được truyền hình trực tiếp trên kênh Phật sự online. Mỗi tác phẩm của quý vị gửi về là sự đóng góp thiết thực về tinh thần để mùa Du Lan năm nay thêm phần ý nghĩa và góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc đến với cộng đồng.